công việc nó cứ cuốn mình rồi mình không để ý rồi mình tăng cân hồi nào không tăng rất là nhiều mà mình không biết mẹ toàn mà còn phải thốt lên khi toàn đi ngang á, ta chịu hết nổi rồi mày mập quá ngoài công việc chính lao động chính ở mỹ thì cái thứ nhì là toàn tập trung là giảm cân giảm cân tối đa thì <laughs> như nó ám ảnh toàn từng giây từng phút là mình phải giảm cân ngoài cái hình ảnh song song đó là sức khỏe nữa mình phải đi khám bác sĩ gia đình định kỳ là phải theo lên cái cân cân mà mấy cô y tá nó uống Sao kỳ gì? hôm nay anh toàn giỏi nè giảm được ba bao ba bao tức là khi rưỡi <cười> <cười> xin chào quý vị và các bạn minh đức rất vui lại được trở lại với không gian của chuyện của sao để cùng với những ngôi sao tiếp tục những câu chuyện của mình à, đó có thể là những câu chuyện về cuộc đời nghệ thuật của họ đó khi chỉ là một cái góc trong những công việc mà họ đang làm và đem lại cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện thú vị từ những gì mà chúng ta có thể lần đầu tiên được biết đằng sau sân khấu. Và ngày hôm nay có một vị khách rất là thú vị đến với chương trình. Và như quý vị cũng biết rồi đấy, thỉnh thoảng đối với một số vị khách thì Minh Đức hay làm một cái việc đầu tiên ấy, là google tên họ để xem là ở thời điểm này ấy, người ta nhắc gì nhiều nhất đến họ và những gì mà khán giả, báo chí nhắc đến anh ấy là mình vừa thấy thú vị và thấy cũng hơi buồn cười vì bản thân mình cũng đã từng ở cái tình trạng giống như thế. Ngày hôm nay Minh Đức và anh ấy chắc sẽ có những câu chuyện rất vui trò chuyện với quý vị. À, xin giới thiệu khách mời của chuyện của sao ca sĩ Quang Toàn. Xin chào anh Toàn. Xin chào, em xin Minh Đức và Quang Toàn xin kính chào quý vị khán giả của chuyện của sao. Thưa quý vị và thưa anh Toàn, vừa nãy Minh Đức có nói là đấy với một số nghệ sĩ thì thỉnh thoảng mình phải google để xem là thời điểm này á họ đang làm việc gì à, và cái thông tin nào thú vị nhất mà công chúng quan tâm đến họ. thì với anh Toàn ấy, tự nhiên Minh Đức thấy cái tin nó cũng vui mà nó cũng làm cho mình hơi buồn cười. Có một cái tít bài là ca sĩ Quang Toàn vật lộn với nỗi khổ cân nặng vừa thấy thương thương mà cũng có cái gì đấy nó cũng hơi buồn cười đó là một uh, cơn ác mộng thật sự toàn là một người rất là năng động rất là thích lao động không hiểu tại sao càng lao động càng hoạt động nhiều thì lại càng tăng cao không hiểu tại sao là chắc là do cái tần số uh, lao động hoạt động nó ít hơn là tần số ăn đang nói về chuyện cân nặng đây là một cái chủ đề có mình đức nghĩ là chắc là chủ đề hot bậc nhất bây giờ trong mọi cuộc trò chuyện hầu như cuộc trò chuyện nào mà có nghệ sĩ là kiểu gì câu chuyện cũng sẽ quay trở về cái chuyện cân nặng và giảm cân rõ ràng ai cũng nghĩ rằng là nghệ sĩ phải luôn luôn quan tâm đến cái giữ gìn hình ảnh, cái cân nặng của mình làm sao mức độ tốt nhất có thể. Nhưng cũng chính nghệ sĩ lại là những người hăng hái nhất trong cái việc đi khám phá những chỗ nào ăn ngon nhất, mới nhất, ăn nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình. Theo như ta nghĩ thì ẩm thực nó cũng là thuộc về một lĩnh vực nghệ thuật. Đã là nghệ sĩ thì cái gì mà về nghệ thuật thì ai cũng muốn khám phá cả. Đúng không quý vị? À, tức là đây là anh quy một thứ về nghệ thuật đúng không? Thế một khi mà đã quy nó về nghệ thuật thì tức là chấp nhận lao vào nó với tất cả ham muốn và đôi khi phải chấp nhận cả thương đau <laughs> à, cho toàn xin chia sẻ là thậm chí mà người mà ít chê bai toàn nhất và kiếm những lời lẽ tế nhị nhất khi mà toàn làm những cái gì mà sai đó là mẹ toàn mà còn phải thốt lên khi toàn đi ngang á tao chịu hết nổi rồi mày mập quá <laughs> mẹ toàn là người huế nhìn mí rất là dễ sợ à, cho <laughs> nên, nên là phải đi tập thể dục đi mới đầu thì toàn cũng nghe giống như là uh, thoáng qua tai rồi lại đi làm công việc tiếp rồi nhưng mà ngày nào cũng nghe sau rồi cái tự nhiên cái nó thấm dần thì biết rằng này chắc chắn là mình dễ sợ lắm đó. Sở dĩ là hôm nay mình Đức phải chọn cái đề tài về cân nặng để mở đầu chương trình ngày hôm nay ấy, là bởi vì là chắc là những thính giả những khán giả mà đã biết đến anh Toàn từ những ngày mà anh còn ca hát ở hải ngoại cho khi anh trở về Việt Nam thì chắc mọi người đều rất là ngạc nhiên choáng váng ở uh, trong hình ảnh của anh ấy lúc này uh, bởi vì ngày trước là anh ấy có hình ảnh rất là nho nhã thư sinh lên hình rất là ăn hình rất là đẹp trai ở cái thời điểm mà anh toàn về trong nước biểu diễn nhiều ấy minh đức lại biết đến anh bằng một cái việc rất là lạ lùng là mình cứ mỗi lần mình mở Facebook ra và vào Facebook của anh quang linh ấy là thế nào thấy tắt quang toàn nhất là những chỗ ăn chơi những chỗ ăn uống ừ, xin thưa quý vị là với lại minh đức là toàn và quang linh là người cùng quê khi quang linh đi qua mỹ diễn ấy, thì hai anh em hay khám phá những chỗ mà kỳ lạ độc đáo nhất chỉ là không không muốn rủ ai nhưng mà quan toàn thì được cái may mắn là Linh đi đâu cũng uh, rủ theo để khám phá Nhưng mà cũng kể tội đó là không phải là may mắn đâu mà là uh, làm tài xế đó À, thì ở từ đây ấy, chúng ta trở lại cái câu chuyện chính về anh đi Thôi tạm chuyện cân nặng coi như bỏ qua đi Thì mình Đức cũng thấy là ca sĩ hải ngoại về nước cũng rất là nhiều Anh về đây và không phải chỉ là để ca hát nữa Anh tìm được rất nhiều cái cơ hội ở đây Trong đó có cả cơ hội kinh doanh nữa rất nhiều các nghệ sĩ là mua đồ của anh rất nhiều nghệ sĩ biết đến anh như là một người bán hàng hiệu bán đồ xịn để mọi người tìm đến và mua thật sự ra cái thời điểm mà toàn hoạt động kinh doanh khi trở về nước ta không hề nghĩ rằng là nó sẽ là đem đến nhiều cái thú vị và cái uh, gọi là may mắn cho mình đến nhiều như vậy Toàn chỉ tạo ra để giết cái thời gian rảnh rỗi của mình thôi nhưng mà không ngờ là được sự ủng hộ quá nhiệt tình của mọi người trong giới cũng như ngoài giới thì tàng nghĩ đó là một cái sự may mắn cứ cùng bây giờ thì là cái việc ca hát hay là cái việc mà bán đồ đấy nó chiếm nhiều thời gian của anh và đem lại cho anh tiền bạc cái nào nhiều hơn thú thật thì cả hai đều đem cho toàn những điều thú vị rất là bổ ích nó, nó nó tương tác cho cuộc cuộc sống của toàn được đi đây đi đó rồi được tìm hiểu về thời trang của thế giới rồi và tiếp xúc được rất là nhiều người nhiều tầng lớp và tàng thấy rất là thú vị và tàng thấy là mình quá là may mắn như anh vừa nói về việc là khám phá thời trang thế giới thì rõ ràng là cái công việc của một người bán đồ hiệu như thế thì là nó cũng là một cái cơ hội cho anh và mọi người cũng phải tin vào cái gu thẩm mỹ của anh ừ. nữa để có thể lựa những món đồ đó và cũng không khó để thấy hình ảnh của anh trong nhiều cái bài báo nói về một cái người mặc đẹp à, những cái bộ đồ đắt tiền nhưng không chỉ là đắt tiền mà là mặc đẹp thời trang hàng hiệu xịn nữa với cái việc là vật vã với nỗi khổ về hình thể như thế này nó có ảnh hưởng đến cái việc là là anh đang theo đuổi những cái xu hướng với thời trang như anh đang làm bây giờ có ảnh hưởng rất là lớn hiện giờ là toàn hầu như là ngoài công việc chính lao động chính ở mỹ thì cái thứ nhì là toàn tập trung là giảm cân giảm cân tối đa <laughs> thì như nó ám ảnh toàn từng giây từng phút là mình phải giảm cân ngoài cái hình ảnh song song đó là sức khỏe nữa đấy thì tự nhiên nhắc cái chuyện giảm cân là mình mới thấy này cái này là trao đổi kinh nghiệm với nhau tức là nhiều khi ấy, chúng ta không ý thức được rằng là mình đang bập ra. Có nhiều người là cứ thấy là cũng không đáng bao nhiêu đâu tí tí thôi mà ừ. thấy cái sai quần áo nó tăng lên một tí xíu, thấy là không 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 ảnh hưởng gì ừ, mấy đúng, đâu. Đúng Cho đến một ngày mà không thể ngờ rằng đứng ừ. trước gương mới thấy rằng không thể ngờ. Cái một cái điều là đáng rất là mất cỡ đó là mỗi tháng thì Minh Đức cũng biết là mình phải đi khám bác sĩ gia đình định kỳ là phải theo lên cái cân cân mà mấy cô y tá nói Ủa sao kỳ gì? giống như cách đây trước khi tầng bay về đây ba ngày thì mấy cô lại khen. Ố hôm nay anh toàn giỏi nè giảm được ba bao ba bao tức là cái rưỡi <cười> <cười> cho nên là đôi khi công việc nó cứ cuốn mình rồi mình không để ý rồi mình tăng cân hồi nào không tăng rất là nhiều mà mình không biết mình phải cẩn thận hết sức đấy nhân nói về chuyện tăng cân thì là trở lại câu chuyện về âm nhạc tăng cân thì đương nhiên là ảnh hưởng đến cái việc là anh trở thành một cái hình ảnh về thời trang như mình mong muốn rồi nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đến cái âm nhạc hay không vì trước đây như mình nói đó hình ảnh của anh sân khấu rất là nho nhã à, đẹp trai hát những cái bản nhạc tình rất lãng mạn và nó rất hợp với cái hình ảnh đấy Chứ còn bây giờ thì sao? bây giờ thì chỉ có nước là nói thật thôi rằng là toàn không có tự tin để thể hiện mình của những tháng năm về trước nữa chắc là phải tập luyện rồi uh, rèn luyện lại trở lại lấy lại những gì mà đã đi qua như lúc đầu minh đức có nói là đấy thưa quý vị trong những câu chuyện của chuyện của sao ấy thì nó có rất nhiều những cái góc nhìn rất thú vị uh, của một nghệ sĩ à, có thể là một phần cuộc đời có thể là những cái trang uh, sự nghiệp nhưng mà cũng có thể chỉ là một cái góc rất nhỏ mà một người nghệ sĩ phải đối diện trong suốt sự nghiệp của mình và ngày hôm nay chủ đề thú vị của anh quang toàn đó là chủ đề về cân nặng sài dĩ minh đức nói rằng đây là một cái chủ đề nó thú vị là bởi vì là nếu quý vị có dịp tham dự những cái buổi trò chuyện các nghệ sĩ sau hậu trường sân khấu này hay là quán xá này những chỗ tụ tập ấy thì đấy luôn luôn là một cái chủ đề được mọi người, người quan tâm nhất quan tâm. Bàn, bàn bạc nhất và xem người này có lên một tí người này có xuống một tí không ai mà xuống được cái là trở thành cái người mà chuyển kinh nghiệm cho bao nhiêu người thì ngày hôm nay hy vọng là một cái câu chuyện nhỏ bé và nó cũng vui vui với anh Quang Toàn về cái chuyện là từ một cái tít bài báo thôi Một cái người mà ca sĩ người ta ít khi nghĩ đến chuyện là có những cái tít bài báo lạ lùng vui vui như thế Vật vã với cân nặng Thì anh Quang Toàn cũng đã có thể trải lòng mình rồi Nếu quý vị thấy hình ảnh như thế này là đáng yêu Và trong mắt quý vị là vẫn hấp dẫn chỉ cần anh ấy hát hay là được xin chúc công cuộc giảm cân của anh thành công cảm ơn rất rất từ nhiều à, và mình đã hứa với quý vị là nếu như công cuộc giảm cân của anh quang toàn thành công anh ấy sẽ trở lại đây để truyền bá kinh nghiệm giảm cân cho nghệ sĩ và cho khán giả đến đây chương trình cũng xin được khép lại minh đức và ca sĩ quang toàn xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại